Thưa quý vị và các bạn, là đơn vị bảo hiểm nhân thọ thuần Việt duy nhất trên thị trường, thực hiện sứ mệnh bảo vệ gia đình Việt, bảo vệ lợi ích Việt. 26 năm qua, Bảo Việt Nhân Thọ không ngừng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, đồng thời nỗ lực mang tới khách hàng những sản phẩm bảo hiểm tốt nhất, chi trả đáo hạn và chi trả rủi ro hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, hỗ trợ kịp thời khi khách hàng không may gặp rủi ro trong cuộc sống. Với những đóng góp đó, Bảo Việt Nhân Thọ vinh dự được Đảng và Nhà nước và các tổ chức uy tín trong và ngoài nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. Vượt qua 2 năm COVID-19 càn quét, bất chấp khó khăn của thị trường lao động, Bảo Việt Nhân Thọ vẫn tăng trưởng, đặc biệt tạo công ăn việc làm mới cho gần 100.000 người. Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, tự chủ, sáng tạo và gắn kết cho đội ngũ nhân viên, Bảo Việt Nhân Thọ dẫn đầu thị trường về chỉ số gắn bó của tư vấn tài chính. Bảo Việt Nhân Thọ đã giúp tôi phát triển bản thân, thay đổi cuộc sống, giúp cho tôi được đi du lịch khắp mọi nơi và giúp cho tôi có nhiều mối quan hệ tốt hơn. Đặc biệt, Bảo Việt Nhân Thọ giúp cho những đồng đội của tôi, những người bạn của tôi có một cuộc sống tốt hơn, được bảo vệ trước mọi rủi ro trong cuộc sống. Với nỗ lực đó, Bảo Việt Nhân Thọ được tạp chí nhân sự hàng đầu khu vực châu Á HR Asia trao tặng giải thưởng nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022. Đây là lần thứ tư Bảo Việt Nhân Thọ đón nhận giải thưởng uy tín này. Bảo Việt Nhân Thọ cũng liên tục được các cơ quan nhà nước ghi nhận là doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu thị trường về đóng thuế thu nhập doanh nghiệp, chung tay cùng chính phủ trong việc xây dựng hệ thống an sinh xã hội, liên tục cho ra mắt thị trường những sản phẩm bảo hiểm mới phù hợp, không ngừng mở rộng văn phòng vực, chú trọng ưu tiên địa bàn khó khăn để phục vụ người dân tốt nhất. Cũng trong tháng 8 năm 2022, Vietnam Report công bố Bảo Việt Nhân Thọ tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong top 10 công ty bảo hiểm uy tín nhất Việt Nam. Đây là năm thứ 6 Bảo Việt Nhân Thọ giữ vị trí dẫn đầu. Tại Bảo Việt Nhân Thọ, người lao động luôn được khuyến khích phát huy các ý tưởng sáng tạo, những sự cải tiến dù là nhỏ nhất để môi trường trở nên năng động, thân thiện đều được khích lệ, khen thưởng, động viên một cách kịp thời. Qua đó, sự kết nối, cởi mở, chia sẻ được phát huy một cách tối đa nhằm giúp công việc được hoàn thành một cách nhanh chóng, hiệu quả và khoa học nhất. Trong thời gian tới, Bảo Việt Nhân Thọ sẽ tiếp tục tập trung nghiên cứu để đưa ra được các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tốt nhất nhằm đáp ứng được tối đa cái nhu cầu của người dân khi tham gia bảo hiểm nhân thọ. Một doanh nghiệp mà đạt được giải thưởng nơi làm việc tốt nhất châu Á của tạp chí nguồn nhân lực châu Á HR Asia thì phải đạt các tiêu chí môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, chế độ phúc lợi xứng đáng cho người lao động. Mà năm nay đã là năm thứ tư Bảo Việt Nhân Thọ nhận được giải thưởng này. Chúng tôi ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp Việt Nam trong việc xây dựng làm việc theo chuẩn châu Á cho người lao động tại Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn của COVID-19. Xin chúc mừng Bảo Việt Nhân Thọ. Trước đó, vào tháng 5 năm 2022, Bảo Việt Nhân Thọ được vinh danh là công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam 2022 và công ty bảo hiểm nhân thọ đổi mới vượt bậc năm 2022 do tạp chí tài chính và ngân hàng toàn cầu bình chọn. Và đặc biệt, để ghi nhận nỗ lực và đóng góp của Bảo Việt Nhân Thọ vào sự nghiệp phát triển đất nước, chung tay vào các hoạt động an sinh xã hội, ngày 26 tháng 7 năm 2022, Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ cũng được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì. Đây là kết quả tổng hợp của những nỗ lực mà cả của tập thể, lãnh đạo, cán bộ công nhân viên cũng như là tư vấn viên của Bảo Việt Nhân Thọ. Có thể nói đó là những giải thưởng danh giá, khẳng định uy tín, chất lượng, hiệu quả và cả triển vọng công tác của Bảo Việt Nhân Thọ Việt Nam trong công cuộc phát triển đất nước nói chung và phát triển bảo hiểm nhân thọ Việt Nam nói riêng. Những giải thưởng danh giá thêm một lần nữa khẳng định uy tín, chất lượng, thương hiệu quốc gia của Bảo Việt Nhân Thọ. Niềm vui, niềm tự hào này sẽ tạo động lực để Bảo Việt Nhân Thọ nỗ lực đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động kinh doanh, tiếp tục đóng góp tích cực cho đất nước, cho cộng đồng.